Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của New Nail. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn 4 cái mẫu vẽ mà ai làm cũng được và nhanh, gọn, lẹ, dễ lấy tiền. Mẫu đầu tiên đó là cái mẫu chấm bi huyền thoại. Trước hết mình sẽ chấm một cái dọc chấm bi nằm ở giữa móng, tạo thành một cái hàng chấm bi đều với nhau, và những cái viên chấm bi nó sẽ cách một khoảng đều. Rồi sau đó mình sẽ chấm thêm một cái dọc chấm bi nằm ở bên phải. Hàng chấm bi thứ hai mình sẽ chấm xen kẽ những cái khoảng trống của hàng chấm bi thứ nhất để tạo thành một cái dọc chấm bi nằm xéo thẳng. Các bạn thấy nó, những cái hàng chấm bi nó rất là thẳng hàng không các bạn? Sau đó mình cho đi hơi đèn và mình sẽ sơn tóp mát. Mẫu thứ hai thì mình sẽ vẽ cái đầu của con Mickey Mouse. Mình sẽ dùng cái đầu chấm bi to, mình chấm 3 cái chấm bi tạo thành 3 cái đầu cho con Mickey Mouse. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái đầu chấm bi nhỏ hơn, mình chấm hai bên tạo thành cái lỗ tai cho con Mickey. Hai cái lỗ tai thì mình sẽ chấm làm sao cho nó tương xứng và đều với nhau. Rồi mình cũng cho đi hơi đèn và mình sơn tóp mát với cái mẫu design này luôn. Mẫu thứ ba thì mình sẽ vẽ cái da của con bò. Da của con bò thì nó có cái nền màu trắng và nó có những cái đốm đen to nhỏ nằm xen kẽ với nhau. Trước hết thì mình sẽ vẽ ba cái đốm đen nằm tương xứng ở ba góc như thế này. Rồi sau đó thì mình sẽ xen kẽ những cái đốm đen nhỏ nằm ở những khoảng trống để tạo thành một cái da của con bò nhìn nó rất là tự nhiên. Đây là những cái mẫu vẽ mà các bạn làm rất là dễ và rất là nhanh. Mình sẽ lấy hai ngón 5 đồng cho những cái mẫu vẽ này. Một ngón bên tay trái và một ngón bên tay phải thì mình sẽ lấy khách là 5 đồng hai ngón. Với những cái mẫu vẽ này thì mình chỉ sử dụng toàn bộ là cái đầu chấm bi. Khi mà cái đầu chấm bi á, mình mua á, là nó sẽ có một cái bộ chấm bi gồm 4-5 cây, là cây to, cây nhỏ, cây vừa và cây rất nhỏ. Nên là các bạn mua một bộ về rồi các bạn sử dụng xài những cái mẫu đơn giản, nhanh, gọn, lẹ, dễ lấy tiền. Mẫu cuối cùng thì mình sẽ vẽ hai cái bàn chân. Trước hết mình sẽ dùng cái đầu chấm bi to, mình chấm một chấm bi rồi to, rồi sau đó mình dùng cái đầu chấm bi nhỏ, mình chấm một cái chấm bi nhỏ nằm ở phía dưới và cách một khoảng. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái cây chấm bi nhỏ nhất có cái đầu nhọn, mình sẽ kéo cái phần treo ở cái đốm chấm bi to cho nó chạy xuống, nó nối với lại cái đốm chấm bi nhỏ để tạo thành cái đường cong uốn lượn, và nó sẽ tạo thành cái hình của cái bàn chân và cái gót chân. Rồi sau khi mà các bạn đã kéo cho nó tạo thành cái hình của bàn chân rồi thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ kéo tạo cho cái hình của cái bàn chân ở dưới cái chân dưới. Các bạn thấy không, khi mà mình kéo hai cái chấm bi lại với nhau thì mình sẽ dùng cái đầu chấm bi nhọn như thế này thôi. Nó rất là nhanh và nó vô cái kiểu nữa. Mình sẽ tô lại cho cái phần bàn chân á, nó được ra hơi ngang và bè chút xíu. Rồi nó sẽ túm lại ở phần gót chân như thế này. Rồi sau khi đó mình sẽ cho đi hơi đèn. Quay trở lại thì mình sẽ dùng cái đầu chấm bi nhỏ để mình chấm 5 cái ngón chân. Mình sẽ chấm đều từ ngón cái to đến ngón trỏ nhỏ, đến ngón giữa nhỏ hơn, và ngón áp út nhỏ đến ngón út nhỏ. Rồi sau đó mình sẽ đi lấy treo quay trở lại, mình tô lại một lần nữa cho nó đều màu. Rồi mình sẽ cho đi hơi đèn. Quay trở lại mình cũng sẽ sơn tóp mát cho cái mẫu này luôn.
Như vậy thì mình cũng đã hoàn thành xong 4 cái mẫu vẽ, làm rất là nhanh và rất là dễ làm, chỉ sử dụng duy nhất những cái đầu chấm bi. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì hãy nhấn nút like và hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, và cũng như khi mà mình ra những cái video tiếp theo thì các bạn sẽ là những người được xem video clip của mình. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình, và mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.